cho nên cơ thể ít bệnh, mà phải tập pháp trong hành niệm. Mà cái buổi sáng buổi khuya mình dậy cho mình nó tỉnh lắm được, từ đó con ngồi buổi sáng không buồn ngủ sung sướng. À đúng rồi, nói chung là các con phải tập, chứ mà các con không chịu tập nó cái bệnh mấy bữa nữa, bệnh nó nhập vô mấy con đó, mấy con ngồi đó mấy con tu không nổi. Con có tập lại để con quên. Được rồi. Mà tập ít thôi mấy con, chờ cho tứ niệm xứ nó thanh tịnh. Kính bạch thầy, thầy thời gian vừa qua thầy dạy là quay về tập cơ bản, tập từ cái động tác thứ nhất của cái thi hành ấy, thế nên là thân hành niệm lưu lại không nữa. Thì con thế suốt thời gian vừa rồi con tiếc cái thân hành niệm vô cùng, bởi vì trước đó thân hành niệm đã đưa đến cho con cái sức khỏe, cái sáng tốt, khí sắc người da rẻ, tức là khác hẳn. Thế nhưng mà suốt cái thời gian vừa rồi không tập một cái là con thấy nó khác đi. Cái đêm hôm qua, cái thời gian vừa qua là cứ thỉnh thoảng con lại có lém con về tập một đêm hôm qua như vậy là đến con quyết định vừa lâu xong đến lúc khoảng 11 giờ kém 15 nó bắt đầu đi nghỉ thì con không đắp chăn. Thế là đêm nó lại khi mệt thì không tỉnh được, nên là cứ như thế nó ngấm nhận hình lạnh đến một phút thì là cảm lạnh nó vào. Con bắt đầu biết thì lúc đó người đang vẫn còn tập và hai hàng tháng đánh vào nhau đến cái mức độ hơn phút phép rừng và mình cứ rất nhiều, mà con có thể tưởng như không đứng dậy được nữa, mà vơ tay bím với cái áo cũng không đến nổi nữa. Thế thì đến cái lúc đấy thì con thống nhất ngồi dậy và từ 1 giờ đến 4 giờ sáng là định niệm hơi thở để vượt dậy, thì đến mãi 4 giờ sáng thân cơ thể nó mới ấm, nó mới trở lại bình thường. Con nhờ hơi thở. Thế bây giờ những trường hợp như thế này, vì con đã bị một lần năm ngoái như thế này, bây giờ cơ thể nó quen cái kiểu này, cái kiểu đêm lại như thế và bị như thế thì con thấy nó tái hiện tới lại là lần thứ ba rồi. Thế bây giờ những trường hợp như thế này thì bạch thầy, con có thể dùng pháp thân hành niệm để con giải quyết đôi ngay cả đêm được không? À, con bây giờ đó con cứ sử dụng nó trong cái buổi gì con tu nó chừng một tiếng đồng hồ thôi hoặc 30 phút thôi. Nhưng mà con tu pháp thân hành niệm thì nó cũng đuổi được cái bệnh lạnh của con chứ không có gì đâu. Chỉ cần tu tập trong một ngày một đêm thì con tập một lần thôi nó cũng quân bình được cái cơ thể con, nó cũng đuổi được cái gì đâu. Tập để mà nhớ đó thôi, để chờ cho mình tu cái kia xong. Còn cái phần mà tính niệm tỉnh giác tu từng phút để mình tập nhiếp tâm và an trú tâm đó, con cái phần này là phần thầy sửa thì kiểm điểm lại cho kỹ lưỡng từng người một nữa. Mấy con đi là phải kiểm qua cái đi kinh hành của mấy con rồi để coi tất cả các đặc tướng của mấy con sắp xếp cho vào cái lớp để cho nó tu tập cho dễ hướng dẫn này. Đồng thời thì xem xét lại cái sự nhiếp tâm của mấy con, coi cái người nhiếp bao nhiêu người mà chưa được thì phải cách tìm cách hướng dẫn cho nhiếp cho được, cho nên phải khéo léo thiện xảo linh động nó để mà giúp đỡ cho đệ tử của mình nhiếp được và an trú cho được. Bắt đầu bây giờ mới thật sự là bây giờ kiến thức. Còn về cái phần mà dạy trước thì dạy chung chung mấy con biết mấy cá pháp này, mà để cho mấy con biết thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái pháp mà thầy nói như pháp thân hành niệm, mấy con chỉ tu tập từng nửa tiếng hoặc một tiếng là cao thôi, chứ đừng tu nhiều. Tu để cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục tu, nó cũng tỉnh táo lắm mấy con. Do cái sự tu tập mà biết cách áp dụng vậy nó cũng đỡ cho mình, vì cái cơ thể của mình nó dễ, nó vô thường, nó dễ bệnh khi thời tiết nó thay đổi, nhất là các bác các cụ. Vì vậy mà có nhiều người già quá mà tu tập cái pháp thân hành niệm thầy thấy không tiện, vì mà thầy sẽ hướng dẫn cách thức, thầy sẽ hiện xảo ra cái phương pháp thân hành niệm cho cái người già. Chứ còn đứng một giò thì ông ta chắc đưa tới đưa lui là cái té chứ không có biết nào. Như bác Mỹ đây, nếu mà để cho bác mà đứng một chân mà bác đưa tới đưa lui vậy đó thì chắc hết bác nhào liền không thấy được. Nhưng mà thầy sẽ thiện xảo cho các cụ già một cái pháp tu về pháp thân hành niệm, dẫn pháp thân hành niệm, dẫn tu mà không có té thì giúp đỡ. Thầy phải nghĩ ra cách thức để mà cấu kết cho cái pháp thân hành niệm cho cái người già, và đồng thời cái pháp mà tứ niệm xứ đi giữ tâm tâm tạng là vô sự đó, là các bác là cái pháp chính của các bạn. Bị sức yếu rồi. Kính thưa bà, vậy là con tập đi một tiếng tiếng. À, một tiếng. Vậy đó được rồi con. Bây giờ con tập 30 phút. Là con nghỉ nửa tiếng, tổng quan nghỉ 30 phút, tổng tập 30 phút.
tiếng thôi con, có thể chia hai lần. Theo cái bản thân con á, thì con đọc nửa tiếng thì nó không có đủ. Con thấy con đọc một tiếng là nó đủ. Dạ, ngày một đêm trình tập thì một tiếng thôi. Thì một lần như vậy thì con thấy nó luôn một lượt. Một lượt một tiếng. À, vậy cũng được. Kết quả của thầy. Và nó khỏe nè, rồi đầu óc minh mẫn, đầu óc cũng minh mẫn rồi thầy. Dạ, nếu mà không tập mà để chừng vài tuần nữa thì nó lùn lùn lùn. Chi không tập mà viết bài dở. Dạ, không tập rồi viết bài không ổn rồi. Thôi được rồi, vậy là tốt ha mấy con. Cái người nào mà tập được có mấy con ráng tập một giờ đó, thì nghĩ là một giờ thôi chứ đừng quá thôi. Mua và bà thầy mình có thể tâm tháng ra mình tập là như mình tập thể dục phương pháp không tập à, cái đó nó không tập tỉnh lắm, tỉnh thức lắm rồi con. Mình tập gọn lại à, được chứ. Về là mình buồn ngủ chứ, tập nó một phát tập cho nó bay mất rồi. Rồi mấy con bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không nè? Con hỏi con, như mình làm cái bài thân hành này nó cũng nó tụ vào ba nơi, như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng mà nó suy rộng ra như vậy là mình nói nhiều được không, hay là nói nhiều được chứ con, nhiều chừng nào đó thôi đấy thì nó nhiều quá, nhiều luôn tại nó bởi vì thân cái nhân quả con người nó duyên bà rồi đó, là con thu nhớ lại nói chuyện vài tiếng thôi đó chứ hả, luận ra nó dữ lắm, nó nhiều dữ lắm. Mà con biết áp dụng nữa đó thì con lại nói những cái mẫu chuyện nó nhiều lắm, một cái hành động đó à, nó có như vậy là viết cả một bài dài lắm, nó nhiều lắm à, thì con cứ viết, viết để cho mình thông suốt, viết để cho mình học, viết để cho mình áp dụng vào đời sống của mình, tâm hồn của mình để nó xả đó mà. Cho nên thầy gợi ý cho mấy con vì cái thân hành này nó thuộc về đứng vào một cái cột mình giữ lắm, nói như nghĩ á, giữ rồi. Ừ, đúng rồi đó. Những cái khẩu hành nó thuộc thì nó cái dạng nó là bình luận, nó đứng ngay chính giữa. Bà thầy thân hành này nói về thao pháp bên ngoài, nói về cái giới luật luôn. Chứ sao? Dạ. Nó cũng như nằm trong cái toàn bộ giới. Dạ, giới mình lại. Một bà thầy với bài con phải làm lại. Làm lại con. Lại nói về cái nhân và cái quả nữa. Ừ. Cái con nó cái nhân con chưa được quả. Dạ, phải nói cái quả. Rồi mình biết, đầu tiên mình vô mình giới thiệu ngay liền một cái câu chuyện xảy ra. Mình nhắc cái mình thuật lại cho người ta nghe một câu chuyện xảy ra. Con có mấy bộ chuyện đó nhưng mà nó nhân chưa phải quả à, rồi bắt đầu đó con nói về cái quả, cái kết quả của cái hành động nhân đó nó xảy ra. Cái mẫu chuyện nó xảy ra nó như thế nào để chứng minh cụ thể nè. Cái đời sống vậy đó. Con người ta đọc cái bài nhân quả con người ta thích quá trời. Cũng như đọc báo. Nhưng mà ở đây nó dạch ra cái nhân cái quả đó. Còn báo chí thì nói chuyện giết chóc nhau, cướp giật nhau này kia rồi thôi à, nhưng mà nó không có nói nhân quả. Nhưng mà mình nói nhân quả trong đó nữa thì nó hay. Như cái bài của con mà nói về nhân nhưng không có quả. Ừ đúng vậy đó, con phải làm lại cho nó đủ. Chúng bà thầy, nay mai thầy kiểm tra lại cái pháp chánh này tỉnh giác định lại không bà thầy? À sẽ kiểm tra kỹ lại. Kiểm tra kỹ lại đó, bây giờ kiểm tra lại từng người một đàng hoàng, bữa đó đi chung để cho mấy con thấy những cái tướng của mỗi người đều có cái đặc tướng rồi ta đi thế nào, nó không giống ai hết đâu, người nào theo cái kiểu đấy cho biết, sau đó rồi mới kiểm tra trở lại để mà giúp cho mấy con tu tập nhiếp tâm đó, nhiếp tâm và an tu tập, rồi cái cách thức nhiếp tâm như thế nào mà không bị ức chế tâm, nó cái đó chứ còn không khéo mấy con không biết mấy con nhiếp tâm cái nó nhiếp đầu mấy con, nó nặng đầu, còn nhiếp nhiều quá thì nó lại sinh tử. Mà bắt đầu nó thấy ma thấy quỷ hiện ra rồi nó quạt ánh sáng hào quang xẹt tùm lum lên, rồi bắt đầu trong tai này nó nghe âm thanh rồi nói ôm sùm, rồi nó làm mấy con bị lạc vô sắc tưởng hương hương tưởng ra, nhiếp tâm nó sai một chút thì nó bị diện nào để kiểm trợ cho những cái bài này. Cho nên là lo cái bài mà nhân quả này để cho mấy con có cái hướng, mấy con quán tư duy cho nó đúng cách để viết ra cái bài nó thực tế cụ thể. Và mỗi người ta đọc, người ta nghe, người ta cũng thấy cần phải áp dụng vào đời sống của mình. Vì không áp dụng vào đời sống thì mình sẽ khổ đau vì cái hành động của mình nó gây ra cái hậu quả đó. Không, cho nên cái bài học của chúng ta hôm nay là cái bài học nó thực tế của mình. Vậy mà các con ráng cố gắng, thầy sẽ sắp xếp máy bác với lớp người già để thầy dễ kiểm tra và thầy giúp đỡ cho các bác, các cụ tu tập cho được. Mấy người đều là một ông ca diếp à, ông hiếp tôn giả, ông hiếp tôn giả 80 tuổi theo Phật tu dưỡng chứng đạo, mà trong câu chuyện đó ông hiếp tôn giả nó linh không quén chiếu, nghĩa là ông ta không có dám nằm, bị gì nằm nó ngủ
À, mấy con thầy thấy lớn tuổi mà không cho mấy con nằm ngủ một chắc mà mấy con sẽ tiêu mất trốn. Cho nên vì vậy mà thầy khéo léo hơn, thầy giúp đỡ cho mấy con tu sao cho được mà đạt thành được cái kết quả trước khi mấy con bỏ thân này. Các con ráng cố gắng, thầy sẽ giúp đỡ, thầy sẽ trợ giúp cho. Như buổi nay thì buổi sáng này thì chúng ta học như thế này là đủ rồi. Bây giờ mấy con còn hỏi gì? Về cái thằng thân hành thứ ba không được sao thân hành thứ ba hả con? Cái thân hành rồi cái câu chuyện nữa mà con phải hiểu xong. Cái thân hành thứ ba, thứ nhất là sắc thân, thứ hai là tham lam trộm cắp lấy của, thứ ba là dâm dục. Dâm dục thì các con trong thân hành thì nó có cái vấn đề đó, dâm dục thì ví dụ như những nhiều chuyện như các câu chuyện những gái mãi dâm, những người mà đi chơi bờ hút sách bị test, bị dương mai rồi nó đủ thứ cái quả của nó, mà cái vấn đề đó nó nhiều lắm, mà mấy con đem ra mấy con lôi ra mấy con nói nó đi vấn đề đó để thấy cái hậu quả của cái người mà dâm. Rồi mình nói đến cái vấn đề mà giữa vợ chồng dâm dục sanh ra một bầy con đưa đến những cái hậu quả khổ như thế nào đó, cho người ta thấy cái nhân quả đó mà phải gánh vác một cái gia đình. Trời đất ơi, nó khổ quá, bây giờ con nó mà học đại học mà giờ không tiền, giờ làm sao đây? Thì do ở đâu mà ra, con biết cái hành động đó chứ cái quả đó, nhiều chuyện lắm chứ con, phải không? Con muốn hỏi cái hành động của thân thì đó hậu quả lớn lắm. Mà cuối cùng kết luận cho nó đó là con đường sanh tử luân hồi. Cái hành động dâm đó là con đường sanh tử luân hồi của con người đó, do đó nó mới có sanh, mới có diệt, chứ còn không sanh là có diệt. Mà nếu không còn con đường đó thì nó hết dục rồi thì làm nó sanh lên còn được nữa, không phải đúng không? Cho nên cái này con đem ra cái nhân quả này thì người ta ghê quá, chắc hỏi dâm có vợ có chồng, cái thế gian này tu hết đó là duyên sanh phải không? Nhớ chưa? Rồi cứ làm chứ có gì đâu. Con ngồi xuống đi, thầy sẽ nói dễ qua như thế. Con thuộc về lại cao mà con đi theo mấy cô kiểu đó chắc không được, phải không? Người ta lùn mà ta đi kiểu đó mình thấy nó chậm, chứ sự đời còn cũng đi nhanh đó chứ. Cho nên ở đây theo thầy, đừng có rập khuôn thấy người đi chậm vậy, thầy cũng quan nghi thiệt chứ. Đi cái ba người mà ta đi, người ta bước cái chân, người nào cũng dở chân lên một điều nha, đi như lính, các bạn không? Mấy con cũng bắt chước kiểu đó thôi, đi ra tập lính luôn chưa rồi. Ở đây không, mấy cô đó người ta đã tập cái hạnh của bên khất sĩ, người ta tập như vậy đó. Ở đây thầy không có, mấy con thầy sẽ dạy các hạnh của mấy con. Người cao đi theo cái cao của mình, nhưng mà mình đi không phải dội dàng, mà mình cũng không phải chậm quá như rùa bò. Mình đi theo cái đặc tướng của mình đi mấy con. Cho nên đi gì mà trời đất ơi, tôi đi khất thực gì mà 10 giờ cho đến 12 giờ tôi mới về ăn mà chưa về được. Chỉ đi cái kiểu đó, cái đoạn đường ngắn là đi cái kiểu đó rất là tôi mất cái thời gian quá nhiều gì. Thay vì bây giờ tu pháp thân hành niệm, mấy con nghĩ là bây giờ thầy nói cánh tay đưa ra thì thầy đưa ra vậy thôi. Rồi đó tôi có nhiều người đưa vậy mấy con, cánh tay đưa ra cái họ làm vậy rồi đó, họ nhích nhích như vậy thì nó mất cái thời giờ quá trời để thầy mới đưa vô, thầy còn tập trung được cái đưa vô nữa có lợi ích không? Mà đừng có đưa cái dục như thế này thì không có được. Mà cái kiểu cách mấy cô đi thì nó quá chậm đó. Cho nên thay vì mình đi nó vừa phải, đừng chậm, đừng quá chậm như vậy, mà đừng nhanh quá, thì thầy sẽ dạy những quan nghi thế hạnh này là cho mấy con. Con hỏi cái kiểu của con cao mà con đi mấy cô vậy đó thì chắc chết. Mà chân dài nữa. Chân dài. Mấy con nhớ bây giờ thì chưa có dài thì thôi mấy con cứ đi, mà mình thấy người ta đi chậm vậy thì mình cũng đừng có đi vội vàng, đừng có ôm mình bác mà như chạy đó vẫn được, đi bình thường thôi không có gì đâu, nhưng mà mình đi bình thường theo cái đặc tướng của mình thôi, nhưng mà đừng có đi nhanh quá theo cái có nhiều người theo cái thói quen hãy không đi thôi, cái đi ăn thì cái đó nó không tốt, nhưng mà mình tập đi chậm là một chút thôi, chứ đừng có đi quá chậm như mấy cô.
đi quá chậm với mấy cô. Con mà cao giò mà con đi kiểu đó thầy thấy nó chậm quá chậm, nó không được, thì phải hiểu biết. Sau này thầy dạy cho. Một lần con cũng thấy già mò với đại đức là ở bên thực sĩ mà đi thực sự thì không đâu có nó đòi chậm dữ vậy. Nghe không? Này con biết cô chậm quá chậm. Bởi vì phụ nữ mà đi phải nó chậm chạp như vậy mới gọi là hạnh, công dung ngôn hạnh. Chứ đàn ông có bao giờ ai nói công dung ngôn hạnh đâu. Con hiểu không? Đâu có nói con công dung ngôn hạnh được. Cho nên con phải đi nhanh hơn. Thật ra nói chung là tại mấy cô quá khắc khe với mình, quá luyện tập nó trên cái chuyện chậm chạp quá. Mấy cái đi chậm thế nó rơi vào hình thức này, rơi vào nghi thức nghi lễ này, thế nó không phải bình thường nữa. Đi như thế hoàn toàn giống như vệ binh, như là bảo vệ lang, nhưng mà đứng trước lang gác là chỉ còn nhất thiết. Như vậy là đúng lắm đó con. Bởi vì thầy nói như thế này là mình sao mình đi sao nó đừng có quá hình thức, mà mình đi như thế nào nó tự nhiên của người tu, cái hành của nó là tự nhiên, sống hồn nhiên. Cho nên mình đi theo vừa vậy, nhưng mà đừng có vội vàng quá thì không hay, nó mất cái hạnh. Nó không có mất thì giờ mình về rồi mình còn ăn, rồi mình còn rửa bát, rồi còn đi nghỉ. Đi như mấy cô mà cỡ đây ra chợ trắng bàn mà thức thực về chắc 12 giờ mới ăn, rồi rửa đâu cũng tới 11, còn 1 giờ. Thì như vậy mấy con thấy nó còn cái gì giờ. Nếu mà tự là bắt đầu đây mà ôm bát đi, chỉ có hồi đi về thì đi nhanh thôi, chứ còn đi xuất thật thì đi chậm. Mà cho nên vì vậy mình tập lại thôi, đúng không? Có một cái này cũng chỉ như trên hồi nửa tháng trước đó, con buổi sáng không có xanh xong cái con vô con ngồi con thăm thảo để cho tâm ăn lạc. Tại vì tâm thì cái con người đem hiện lên hình ảnh những người đem mấy trái bắp đến cho con, xong con giật bịch mở mắt ra, xong cái lát nữa thì con bắp của cô kèm vô. Như vậy là con chim bao linh quá. Chim bao rất linh. Từ đó vậy sao cái mỗi bữa mà quy ra tống gì cái nó ảnh hiện cái mùi hương mà thức ăn trước cho con biết sáng sau này là có mùi thức ăn gì. Tức là cái lỗ mũi tưởng của con nó tưởng cái nó hít được từ mùi hương. Con không có tưởng mà tự nhiên nó đưa thì ra. Cái tưởng quẩn của con nó hoạt động á, rồi bắt đầu nó hít trước. Người ta chưa nấu mà nó hít trước rồi thì con biết đó là tưởng thôi, nhưng mà nó là thuộc về tưởng của con, nó hoạt động chứ không phải là cái chỗ mà con tưởng ra cái mùi hương đó. Cái ý thức tưởng nó khác không, còn cái này là cái tưởng mà do cái ý thức tưởng á, nó mới thành ra cái giấc mộng. Nó giấc mộng cho nên nếu mà con nằm mộng mà con thấy rồi mà có thực hiện được cái điều đó thì nó do cái tưởng của con nó giao cảm, nó bắt gặp, nó mặc dù chưa có nhưng mà nó đã giao cảm, nó biết trước trong cái tương lai nó sẽ có cái đó rồi, nó bắt gặp cái đó rồi, cho nên nó thực hiện qua con. Con tu con lọt vào thiền tưởng rồi con. Con đã bị kinh hành nên cũng lọt vô. Con đi tới trường tưởng nó hoạt động nó vẫn lại lọt như thường chứ sao? Nó đâu có gì khó đâu. Còn nếu mình thề việc đó nó tốt xấu gì đối với việc tu tập ạ? Nó rất xấu à. Chưa có gì mà nó nghe mùi hương nó thèm quá nó đói bụng thì nó xấu luôn. Nó làm cho mình phạm giới chứ gì? Phải không? Nói thế đó là cái không tốt đâu con. Bởi vì nó sinh dục nó không có tốt. Lúc đó là con nó tác ý không đủ. Cứ tác ý, bởi vì nói chung là khi mà bị tưởng vậy thì chỉ còn có pháp tác ý đuổi thôi, không chấp nhận nó thôi. Rồi hoặc là mình thấy nó còn nữa là mình phải xả, mình xả ra mình qua một cái hành động khác, qua một cái trạng thái khác, đừng để cho nó duy trì. Nó duy trì thì nó càng lớn, cho nó tăng lớn. Do những cái trường hợp tu tập mấy con thấy nguy hiểm lắm, bởi vì Đức Phật lấy ý của mình làm chủ, ý dẫn đầu, ý tạo tác, ý làm chủ. Do đó mình đi vào, còn này mình tu tập thì cái ý mình bị chìm đi thì cái tưởng của mình nó hoạt động. Khi nào cái tưởng nó hoạt động thì cái ý nó bị chìm,
Cho nên mấy con tu như vậy là nó bây giờ nó chưa có điên, nhưng mà thời gian nữa là nó điên. Thầy nó điên là coi chừng. Nhà con hỏi thì vậy đó. Chúng tôi từng đổ thôi, còn có ý kiến này. Thì như cách sắp xếp mà còn hai bên như thế này thì cái phía mà đối diện với trường lão thì người ta nhìn thẳng lên được. Thì mà còn phía bên này á, rồi thì thẳng đây mà để mà quay qua thì tôi thấy tôi bị trở ngại. Quay qua như vậy thì thấy nó là thằng khó coi. Thì à, còn có ý kiến là có thể cái bàn của trường lão có khi mình cũng như phải đẩy ra cái gì đó. Không được, vậy thầy án hoặc sao? Mấy con cứ nhìn Phật thôi chứ nhìn trời. Bây giờ mà cứ ngồi mà cứ quay quanh như vậy thì cũng rất khó. Không có sao đâu con cứ nhìn để mà thấy được cái nghe được cái lời nói, thấy được cái miệng thầy nói, thấy không? Thầy nói chuyện chứ cũng diễn tả bằng cái miệng chứ đâu phải không? Cho nên mấy con cứ ngồi như vậy, mấy con ngó qua đây cũng được. Ở đây thì nhờ ngó thẳng, thì cái ngay hàng nào ngó thẳng thì cứ ngó thẳng, hàng nào ngó xiên thì ngó xiên, có sao đâu, ở đây không có gì hết. Còn bây giờ mà bây giờ chỗ này là thờ Phật, thấy không? Mà bắt bây giờ mà thầy ngồi giữa cái tượng Phật, thầy ám Phật cái tội nghiệp cho mấy con không thấy Phật nữa. Cho nên thầy phải nhường Phật chứ Phật phải ngồi ngay giữa, thầy ngồi bên. Nhưng mà cái thiền đường hoặc cái giảng đường mà không có cái hình Phật, thầy sẽ ngồi giữa rồi đó, phải không? Mấy con sẽ nhìn thẳng lên. Nhưng mà ngồi giữa đó thì mấy con cũng chưa chắc đã nhìn thẳng, hai bên đều lé hết á. Bên đây thì lé qua mình đi rồi, phải không? Bên đây thầy ngồi thẳng thì các bác các cụ bên đây ngó thẳng thầy thì không lé, nhưng với con thì phải nghiêng qua thì chết. Còn mấy con mà không nghiêng qua thì mấy con ngồi cứ ngó thẳng lên mà liếc qua thì không được. Cho nên mấy con cứ ngồi nghiêng như mà từ quan vậy đó, nó không bị lé đâu. Con ngồi như con ngồi thì nó không bị lé, như trên tỉnh ngồi như thanh quan ngồi cũng không lé, tại vì mấy con ngồi ngó thẳng thẳng thầy. Còn mấy con ngồi ngó thẳng trước mà cứ liếc qua thì bị lé. Học hết cái khóa này thì bị lé hết. Như vậy thì mấy con cứ tự nhiên mình ngồi vị trí nào mình ngó cũng được hết mấy con, không có đừng có ngại. Tôi phải ngồi thẳng như vậy bởi vì trong cái lớp học là thường thường một cái bảng người ta để giữa cho học trò nó ngó thẳng lên nó làm bảng, không hiểu không? Còn ở đây thì mình thật sự ra thì ngày nào đó mình đây là chưa phải là cái lớp học, mình tổ chức là cái lớp học, mà đây là một cái giảng đường, cái tổ đường để mình giảng thôi. Cho nên do cái chỗ mình ngồi đây nó chưa phải sắp xếp, nhưng mà hiện giờ mình biến nó thành cái lớp học. Nhưng sau khi cái lớp học rồi thì đương nhiên là trong cái lớp học của mình thì không có để cái tượng Phật rồi để cái nơi mình để mình cung kính mấy con. Cũng như cái tổ đường này mình để cái tượng Phật để mình cung kính, mình thuyết pháp. Còn ở đây là cái bài học rồi, cái bài học thì nó không còn thuyết pháp nữa. Thầy có thuyết pháp đâu, thì dạy mấy con, thì chấm bài mấy con, làm sao mà thuyết pháp? Thầy gợi ý cho mấy con để hiểu biết, để cách thức mấy con làm, thầy dạy cho mấy con cách thức hành động tu, thì nó đâu còn là cái bài thuyết pháp. Cho nên để cái tượng Phật là nó có đúng nhưng mà thầy dạy toàn bộ, thầy dạy mấy con đều nằm ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, chứ không thuyết pháp, mà dạy giáo pháp tu hành học. Nó như vậy. Cho nên sau này chúng ta sẽ có cái lớp học mà không có cái tượng Phật, mà cái tượng Phật để nơi mà chúng ta cung kính để lại thì nó đúng nghĩa của nó. Nhưng bây giờ thì chưa mấy con, mình mới có mười mấy ngày nửa tháng mà con muốn thay đổi toàn bộ hết về để làm sao cho kịp. Không? Cho nên vì vậy mà từ từ mình sẽ có những cái điều kiện cần thiết. Cho nên ví dụ như bây giờ thì xin phép thì mở cái trung tâm ăn dưỡng, thì cái khu mà học tập, cái giả nhà học tập đã là mình khu ăn dưỡng chứ đâu phải là chỗ thờ Phật, sao mà đưa tượng Phật vô đó, có không? Cho nên vì vậy mà nó trở thành cái lớp học chúng ta rất bình thường như các lớp học. Cái sự thay đổi của chúng ta để đưa vào cái nền đạo đức, chứ không phải là đưa vào cái tôn giáo nữa. Cho nên cái hình ảnh là Phật là cái hình ảnh tôn giáo để chúng ta tôn kính mà thôi. Cho như vậy mà sau này cái hình ảnh Phật cũng không phải là cái hình ảnh để thờ phượng, mà cái hình ảnh để nhớ ơn. Cho nên trong khi đó, ví dụ như bây giờ trong cái lớp học của chúng ta đặt cái tượng Phật là chúng ta cũng để nhớ ơn Phật, chứ không phải là cái hình thức của tôn giáo mà tôn trọng như một đấng vũ trụ, mà để nhớ ơn một chủ nhân, người đã để lại cái nền đạo đức, những cái phương pháp để tu tập, để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh của Ngài, nhưng mà ngày nào cái hình ảnh này sẽ không còn xài nữa, chúng ta sẽ thực hiện cái hình ảnh đúng của Đức Phật ngày xưa.
Các con nhớ, các con ráng tu, các con biết thầy sẽ vẽ lại cái hình ảnh của Đức Phật. Diễn cái hình ảnh đó còn lưu lại trong không gian. Một bậc vĩ nhân mà không được thấy cái hình ảnh thật quá uổng. Người thế gian chúng ta không thấy được quá uổng. Thầy mong rằng ngày nào đó các con sẽ làm cái việc này để cho cái người ở trên hành tinh này họ đã chiêm ngưỡng được bậc vĩ nhân thật sự là cái hình ảnh. Mà coi ông Phật coi có tóc tai hay là cạo trọng như chúng ta. Chừng đó mới xác định. Chứ con khéo mà ông Phật không à, cái hình mà của ở bên Anh, ở cái bảo tàng viện của Anh Quốc, cái hình của ông Phật râu hơn không có cạo hơn, rồi lại đeo cái khâu nữa, chắc có lẽ ông Phật là con một cho nên đeo cái khâu đó. Rồi tóc thì để như là một cái người Ấn Độ, người Bà La Môn nữa. Cái hình ảnh đó có nhiều người hỏi thầy có phải ông Phật không? Thầy không dám nói phải, không dám nói không được. Bây giờ nó không phải thì mình lấy hình nào mình kia vô, mà nói đúng thì không nói được. Nên thôi để từ từ rồi sẽ nói sao. Mà Phật có thầy mình có thể vẽ mình lưu mặt ở cửa bộ nắm mình vui được rồi. Không được con à, tụi nó vẽ ra nó tu. Thì nó chắc là Bà La Môn hay Đại Thừa gì đây. Tự nó vẽ ra cái hình Phật, chưa chắc ông Phật của nó đúng. Mấy ông đại thừa nó chưa gặp ông Phật của mình có tóc tai còn đúng hơn Phật đó. Ông Phật nó tụi nó cạo đầu hết cho nên giờ nó cạo tóc ông Phật luôn. Thì như vậy khó nói quá. Cho nên chúng ta đừng làm cái gì khác hết để đợi người ta cũng cho mình thuộc về tự tưởng như họ. Mình đã nói người ta tưởng rồi mà mình không chứng minh được, mà mình vẽ ra là người ta cũng nói mình tưởng, không được không? Cho nên thầy rất cẩn thận kỹ lưỡng. Chứ thầy trước kia thầy cũng học vẽ, thầy cũng biết vẽ chứ không phải không. Hiện giờ trong đầu của thầy cái hình ảnh của Phật mà thầy đã thấy trong tâm minh đó, ngồi thì vẽ được chứ. Nhưng mà không dám vẽ ra là người ta nói thầy giỏi tưởng. Có ai có tâm minh đâu, mà mình vẽ ra thì người ta nói mình tưởng thôi chứ sao. Mình không cạp nữa. Cái này nó phao lên rồi. Nó phao lên nữa. Mình làm cái gì mà không có chứng cứ là người ta sẽ phao lên. Nói mình tu sai, mình tu sai. Người ta nói mình cũng lạc thiền tự. Rồi mấy con còn hỏi thầy Nghĩa Thi không mấy con? Nói rồi mấy con. Rồi bây giờ chúng ta về những bài vở nào mà thầy chưa có tả thì còn sót lại thầy sẽ tả lại mấy con.